chương đầu tiên liên quan đến quản trị tài chính doanh nghiệp. Toàn bộ cái tổng quan cái chương này cực kỳ là quan trọng, mặc dù có rất là nhiều anh chị cũng có thể nghe nội dung lý thuyết không thôi thì hơi cảm thấy nhàm chán, nhưng mà cái chương này vô cùng quan trọng, bởi vì làm sao, bởi vì giống như là anh chị đang ngồi ở trên cái tầng 30 vậy của một cái tòa tháp, và anh chị nhìn được xung quanh xem là vậy thì con đường nào là con đường ngắn nhất, vậy thì chỗ nào là chỗ khó, chỗ nào là chỗ chúng ta cần phải nhấn mạnh. Chứ nếu mà anh chị mà thấy rằng ôi cái nội dung tổng quan đấy mà có cái gì đâu, trong thực tế không hề thế một chút nào cả. Và trong các cuộc thi đã từng có những cái câu hỏi liên quan tới cái phần cái một cái nội dung nhỏ kiến thức ở trong cái phần tổng quan này, cho nên là các anh chị lưu ý giúp học cái phần này, nó giúp cho các anh chị có một cái góc nhìn rất là tổng thể về khối kiến thức mà chúng ta sẽ nghiên cứu trong quản trị tài chính, đồng thời cũng có những cái nội dung mà người ta sẽ đặt câu hỏi đấy ạ. Cho nên là cố gắng là tất cả những cái 11 chương này là chúng tôi chắc chiêu vào gọi là giết lại kiến thức cho các anh chị, đồng thời có cả cái phần bài tập nữa, thì các anh chị cố gắng không bỏ qua một cái phần nào cả, không bỏ qua một phần nào cả, bởi vì cái đề thi của chúng ta càng ngày nó càng mở rộng hơn và nó không còn giới hạn ở một cái gọi là tiêu chuẩn nữa. Trước đây rất là nhiều các anh chị là hay làm bài tập theo tủ, nhưng mà bây giờ thì chúng ta không thể, chắc chắn là không thể làm được chuyện đó nữa, bởi vì là trong những năm vừa qua thì chúng ta thấy rằng là các cái dạng đề trở nên nó không đa dạng hơn rất là nhiều, nó không còn tập trung ở một nội dung này hay nội dung khác nữa, mà nó đã dàn trải toàn bộ ra. Thế cho nên là cố gắng là chúng ta học đến đâu chúng ta chắc đến đó, và chúng ta nhớ rằng là thực ra những cái kiến thức này khẳng định với các anh chị là trong cái quá trình các anh chị làm việc ở tại các doanh nghiệp thì các anh chị cũng thấy là nó phục vụ cho các anh chị rất là nhiều. Vâng, thế thì chúng ta sẽ đi vào, hôm nay chúng ta sẽ đi vào cái nội dung đầu tiên là chương tổng quan, và sau đó thì chúng ta có một chút liên quan đến phần chương 2 liên quan đến các công cụ tài chính. Về cơ bản quản trị tài chính nâng cao sẽ giúp cho các anh chị có thể nghiên cứu toàn bộ về cái năng các cái công cụ tài chính này, sau đó chúng ta học đến các quyết định tài chính này, cái công cụ là giúp cho chúng ta đưa ra các quyết định, và sau đó thì chúng ta học các quyết định và có một số các chủ đề đặc biệt liên quan đến việc định giá giá trị của doanh nghiệp, ví dụ như vậy. Thì về bản chất quản trị tài chính nâng cao chúng ta sẽ nghiên cứu là như vậy. Và cái chương trình của chúng ta thì có thể nói là khá là nặng về phần bài tập, nên là cái cuốn bài tập riêng ấy, cái chỗ mà cái phần bài tập ở cuối cuốn sách mà có gửi cho các anh chị, thì các anh chị làm đến đâu các anh chị hoàn thiện bài tập đến đó. Trong quá trình làm bài tập, nếu như các anh chị có khó khăn gì các anh chị cứ đưa lên group, tôi sẽ sẵn sàng, tôi sẽ hỗ trợ cho các anh chị. Chúng ta sẽ cố gắng rằng là ở trong mỗi một cái buổi chuyên đề ấy, đến đâu thì chúng ta dứt khoát dừng lại, kết thúc cái phần bài tập đến đó, thì chúng ta sẽ không cảm thấy bị mới khi mà chúng ta càng về sau nữa, thì càng về sau thì nội dung nó càng nặng mà. Thế thì cũng trao đổi với anh chị như vậy. Như vậy về nội dung thì chúng ta ngày hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu hai cái tổng quan và một cái công cụ đầu tiên, đó chính là giá trị theo thời gian của tiền. Thì sau đó thì buổi sau thì chúng ta sẽ hoàn thiện giá trị theo thời gian của tiền, và chúng ta chuyển sang công cụ thứ hai, đó là công cụ về rủi ro và tỷ suất sinh lời. Đây là những cái nội dung rất là đơn giản, dễ để các anh chị bắt đầu tiếp cận dần, nhớ dần liên quan tới quản trị tài chính trong doanh nghiệp. Vâng, chúng ta sẽ nghiên cứu chương 1 liên quan đến tổng quan về quản trị tài chính trong doanh nghiệp ạ. Đối với chương này thì tôi có đặt ra cho các anh chị có 5 mục tiêu học tập như sau. Mục tiêu học tập đầu tiên, sau khi hoàn thiện cái chương này thì các anh chị cần phải xác định được các quan hệ tài chính và các quyết định tài chính. Thì như trao đổi với các anh chị rồi, khi mà trao đổi với các anh chị về tài chính ở trong doanh nghiệp thì một cái điều rất là quan trọng đối với các anh chị đó là các anh chị phải xác định xem là vậy thì tài chính là gì, đúng không? Tài chính là gì? Tài chính ở trong doanh nghiệp là sẽ nghiên cứu những cái vấn đề gì? Và khi mà chúng ta có thêm cái chữ quản trị, có nghĩa là chúng ta sẽ có cái yếu tố mang tính chất là con người quản lý tất cả các cái quan hệ liên quan tới chủ đề về tài chính ở trong một cái phạm vi nhất định, ở trong một cái tổ chức nhất định đấy, thì vậy thì chúng ta sẽ phải xác định được xem là chúng ta sẽ quản lý cái gì, đúng không? Quản trị ra sao, và các cái quyết định mà chúng ta sẽ cân nhắc để mà đưa ra đối với doanh nghiệp, đối với tổ chức của mình là gì, thì đây là cái mục tiêu đầu tiên mà các anh chị buộc phải làm được. Mục tiêu thứ hai thì đó là các anh chị đơn giản thôi, cái mục tiêu thứ hai này nó đơn giản hơn, đó là các anh chị nhận biết được nội dung và vai trò quản trị tài chính. Như vậy là chúng ta biết rằng là vậy thì chúng ta học các quyết định tài chính này, vậy thì cái công tác quản trị tài chính ở trong doanh nghiệp thì là làm những cái việc gì, đúng không ạ, và vai trò của nó ra sao, nếu như không có nó thì sẽ như thế nào. Được chưa? Vậy thì chúng ta sẽ xem xét được các cái nội dung. Cái nhiệm vụ thứ ba, nhiệm vụ thứ ba mà các anh chị cần phải làm được sau khi kết thúc chương, đó là các anh chị phải giải thích được là các nhân tố ảnh hưởng tới quyết định quản trị tài chính trong doanh nghiệp. Như vậy các cái quyết định của chúng ta được thực hiện ở trong một doanh nghiệp đứng từ góc nhìn về tài chính thì nó bị tác động bởi những nhân tố như thế nào. Thực ra những nhân tố này chúng ta hoàn toàn có thể lượng hóa nó nếu như chúng ta có đủ dữ liệu và chúng ta có thể xem xét xem là cái mức độ tác động của nó ra sao. Thì dân mà nghiên cứu về quản trị tài chính như chúng tôi thì chúng tôi đưa vào, chúng tôi có thể đi thu thập tất cả các cái dữ liệu, đặc biệt là của rất là nhiều các cái doanh nghiệp, ví dụ như các doanh nghiệp niêm yết chẳng hạn. Thế khi mà dữ liệu nó rất là minh bạch, được công bố một cách rõ ràng, thì chúng tôi sử dụng các cái phương pháp định lượng, thì chúng tôi sẽ lượng hóa được xem là tác động của các nhân tố này như thế nào, và từ đấy thì có thể đưa ra được những cái đề xuất để giúp cho cái doanh nghiệp, hoặc là những người chủ của doanh nghiệp, hoặc là những người quản lý có thể xem xét cân nhắc về các quyết định của mình trong công tác quản trị tài chính. Mục tiêu thứ tư mà cũng chia sẻ với anh chị nó đơn giản thôi, chúng ta chưa nghiên cứu sâu, bởi vì là nghiên cứu sâu thì nó phải đến cuối khóa, đó là chúng ta xem xét được cái giá trị và cái mục tiêu của quản trị tài chính trong doanh nghiệp. Vậy thì giá trị của doanh nghiệp là gì,
và xem xét xem là vậy thì cái mục tiêu của công tác quản trị tài chính trong doanh nghiệp là hướng tới mục tiêu nào. Được chưa? Thì đây là mục tiêu thứ tư. Và mục tiêu cuối cùng đó là chúng ta nhìn nhận là vị trí của một cái người thực hiện cái nhiệm vụ liên quan tới quản trị tài chính, chịu trách nhiệm liên quan đến chịu trách nhiệm quản trị tài chính trong doanh nghiệp, đấy chính là giám đốc tài chính, đúng không ạ? Đấy là vai trò của cái ông CFO trong doanh nghiệp. Vậy thì đối với cả cái chương một này sẽ giúp cho chúng ta rút ra được 5 cái mục tiêu, và từ đấy chúng ta sẽ phải cố gắng là theo đuổi theo từng cái nhóm một, xem là chúng ta từng cái nhóm một đấy đã thực hiện được như thế nào. Thì cũng xin mời các anh chị đi vào các cái nội dung. Đối với cả cái học liệu thì hiện tại các anh chị đang có học liệu của bên Visio cung cấp cho các anh chị. Ngoài ra thì các anh chị có khá là nhiều những cái tài liệu khác trên thị trường, trong các hiệu sách các anh chị có thể tìm thấy, ví dụ như là các cuốn giáo trình tài chính doanh nghiệp này, hoặc là cuốn tài chính doanh nghiệp đã được dịch của Stephen Ross, là một cái cuốn khá là cơ bản nền tảng. Đôi khi chúng tôi đùa là cuốn sách gọi là cuối đầu dùng, hoặc là một cái cuốn khác về của Graham cũng là một cái cuốn rất là hay ho. Thế nhưng mà tất cả những cái cuốn này thì thực ra thì về cơ bản nó được dịch nguyên từ cái phiên bản từ nước ngoài về. Còn nếu như các anh chị xem xét từ cuốn giáo trình tài chính doanh nghiệp thì nó được việt hóa đi nhiều hơn. Như vậy đặt vào trong cái khung cảnh, đặt vào trong cái bối cảnh các cái doanh nghiệp đang hoạt động trong các thị trường thì tôi thấy rằng là cũng rất là dễ đọc. Như vậy ba cái tài liệu này là ba cái tài liệu mà các anh chị hoàn toàn có thể tìm kiếm thêm để đồng hành cùng với cả tài liệu của bên trung tâm cung cấp cho các anh chị. Ngoài ra thì có thể trong quá trình giảng dạy tôi có thể cung cấp thêm cho các anh chị một số các cái tài liệu khác, ví dụ như là như tôi trao đổi với các anh chị là chúng ta có một số các cái ví dụ như là hệ thống các cái cách để làm các cái sơ đồ tư duy, giúp cho các anh chị có thể nhớ hơn được các cái kiến thức lý thuyết mà các anh chị đã được học chẳng hạn như thế, hoặc là hệ thống các cái công cụ về công thức thì các anh chị có rồi, nhưng mà công thức mà có thể được liên kết với nhau theo các cái chuỗi chủ đề thì các anh chị cũng sẽ giúp cho các anh chị nhớ được nhiều hơn, bởi vì trong tài chính thực sự là rất là nhiều công thức. Chúng ta biết rằng là đến chủ đề thứ hai là chủ đề phân tích thì còn nhiều công thức hơn. Thế tuy nhiên rằng là đây cũng là một cái nội dung mà các anh chị cũng nên nghiên cứu trong cái quá trình tìm hiểu, thì chúng ta sẽ cùng nhau xem các cái tài liệu mà nó được phục vụ cho hoạt động học tập của các anh chị. Chúng ta đi vào các cái nội dung của chương một này. Thế thì cũng xin chia sẻ với các anh chị đó là nếu như mà các anh chị có điều kiện mà các anh chị đọc báo hàng ngày, ví dụ như là các thời báo tài chính chẳng hạn thế, hoặc là nếu mà không đơn thuần đâu, các anh chị mới lướt web ấy, các anh chị vào cái cà phê F chẳng hạn thế, thì các anh chị cũng sẽ xem tất cả những cái vai trò các cái vấn đề của tài chính ở trong doanh nghiệp, và từ đấy thì cũng sẽ giúp cho các anh chị rất là nhiều trong cái việc là ứng dụng những cái kiến thức lý thuyết mà chúng ta đã học để giải quyết những cái vấn đề, hoặc là để tìm hiểu được cái cơ sở của những cái vấn đề đằng sau, nền tảng đằng sau những cái gọi là có thể nói là những vấn đề nội bộ ở trong doanh nghiệp họ đưa lên các trang web, ví dụ như chẳng hạn như là nhóm cổ đông này có mâu thuẫn với cả ban điều hành ra sao vân vân, thì tất cả những cái vấn đề đó thì thông thường ở trên các báo chí họ đưa ra rất là nhiều, và chúng ta sẽ kết nối được bằng cái kiến thức mà chúng ta đã học, để từ đó chúng ta giải thích được rằng là vậy thì cái lý do là từ đâu và giải quyết nó như thế nào. Chúng ta hoàn toàn có thể đưa ra được những cái giải pháp sau khi chúng ta đưa những cái vấn đề trong thực tế này lắng dưới cái lăng kính mà chúng ta đã được học các cái cơ sở lý luận. Và nếu như mà anh chị đã thấy rằng nếu như mà các anh chị chưa nghiên cứu những cái vấn đề này đến từ các bộ lý thuyết thì các anh chị thấy ok có vấn đề như thế này, vấn đề như thế, nhưng mà chúng ta chưa hiểu được rằng là tại sao đằng sau đó thì cái lý do đó là gì, thì từ đó thì các anh chị cũng sẽ khó để có thể tìm ra được một cái hệ thống các cái giải pháp một cách rất là nhất quán cho những cái vấn đề có thể xảy ra trong doanh nghiệp. Thì đây là những cái kiến thức thực sự là rất là cơ bản. Ở Việt Nam nếu như các anh chị mà có người quen chẳng hạn thế, hoặc là tôi có thể gửi sách cho anh chị, thì anh chị sẽ thấy rằng là tất cả những cái mà chúng ta đang học như thế này thì ở nước ngoài người ta đang học như thế, không khác gì cả. Thì đó có nghĩa là tất cả những cái kiến thức của chúng ta rất là cập nhật đấy ạ, rất là cập nhật chứ không hề mang tính chất lý thuyết hóa quá. Rất là nhiều các anh chị cứ nghĩ rằng là chúng ta đang lý thuyết hóa quá, nhưng không phải đâu ạ. Phải có những cái nền tảng như thế thì chúng ta mới có thể giải quyết được những bài toán thực tế. Nó sẽ vấn đề hơn rất là nhiều so với việc là chúng ta chỉ đơn thuần chúng ta nghiên cứu giải quyết từ sự việc. Chúng ta sẽ nghiên cứu về tài chính doanh nghiệp và các quyết định nó. Thì trước tiên là chúng ta thử xem xét một số các cái khái niệm nhé, xem là chúng ta hiểu rằng là tài chính ở trong doanh nghiệp là gì, được chưa? Vậy thì khi mà chúng ta nói tài chính thì các anh chị đều có thể thấy rằng là tài chính có nghĩa là nói đến tiền, đúng không ạ? Nói đến tiền. Và tiền bây giờ thì rất là quan trọng, bởi vì làm sao? Bởi vì chúng ta thường nghe thấy cái câu chuyện là ok, tiền chính là dòng máu trong doanh nghiệp, đúng không? Tiền chính là hơi thở của doanh nghiệp. Vậy thì nếu như mà cái dòng máu và cái hơi thở này nó bị tắc nghẽn ở đâu đó thì cái cơ thể của doanh nghiệp cũng trở nên làm sao đấy ạ? Rất là khó khăn. Ai đó sẽ nói rằng là tôi tưởng rằng là thực ra thì lợi nhuận mới là quan trọng. Thì trước đây khi mà ở trong những cái nền kinh tế của chúng ta rất là có thể nói là khá là tĩnh, thì chúng ta thấy rằng là cái câu chuyện về tài chính ở trong doanh nghiệp thường người ta ám chỉ đến vấn đề là làm thế nào để có thể làm sao đấy, để có thể có lợi nhuận, đúng không ạ? Tất cả các cái công việc mà giải quyết trong doanh nghiệp là hướng đến câu chuyện về lợi nhuận. Nhưng mà đặc biệt là sau những cái giai đoạn mà chúng ta nhìn thấy rằng là có tác động của dịch bệnh này, rồi có tác động của công nghệ này, yếu tố của công nghệ này,
Dẫn tới một cái thế giới của chúng ta hoàn toàn là sao đấy, hoàn toàn đang đang đổi khác rất là nhanh chóng. Thì anh chị thấy rằng là đâu phải câu chuyện nó luôn liên quan tới tới lợi nhuận nữa đúng không? Có rất là nhiều những doanh nghiệp tại sao lỗ mà nó vẫn đang hoạt động rất là tốt, mà ngược lại có những doanh nghiệp có lợi nhuận nhưng mà lại lại khó khăn trong các quá trình hoạt động của nó. Thì đấy cũng chính là một cái lý do tại sao mà cái yếu tố về quản trị tài chính ở trong doanh nghiệp nó càng trở nên cấp bách hơn đối với các doanh nghiệp. Trước đây học tài chính trong doanh nghiệp thì đâu có được quan trọng như bây giờ đâu. Trước đây là chúng ta sẽ đổ xô đi học về kế toán, nhưng mà chúng ta sẽ thấy rằng là hàng ngày cái yếu tố về kế toán và yếu tố về tài chính nó sẽ kết phối kết hợp với nhau rất là chặt chẽ để giúp cho doanh nghiệp có thể giải quyết những cái bài toán rất là thực tế của mình hàng ngày, các bài toán hàng ngày, và cũng phải có mang tính rất là dài hạn. Chúng ta thấy rằng là cái yếu tố về sự bất ổn và cái sự ứng dụng của công nghệ tạo ra những cái gì đấy gọi là sự không chắc chắn càng ngày càng nhiều. Vậy nên là cái quá trình bám sát vào những cái hoạt động hàng ngày của doanh nghiệp để giúp cho doanh nghiệp có thể tìm ra được một cái giải pháp đối với mỗi một vấn đề của mình nó trở nên rất là cấp bách. Thế thì vậy thì tài chính trong doanh nghiệp, hay nói cách khác là quản trị tài chính trong doanh nghiệp, chính là những cái quá trình như thế nào? Chúng ta thấy rằng là chúng ta sẽ có một cái mô hình, đó là một cái doanh nghiệp mà được thành lập bởi việc là một số các cái gọi là các cái cổ đông sáng lập đúng không, cùng nhau góp tiền vào. Như vậy cái từ mà chúng ta cùng nhau góp tiền vào trở thành một cái gì đấy ạ, trở thành một quỹ tiền tệ đúng không, trở thành một quỹ tiền tệ. Như vậy là chúng ta ở đây có một cái từ khóa, đó là quá trình tạo lập. Nếu tạo lập như vậy là cùng nhau góp tiền vào này để tạo thành một cái quỹ tiền. Sau khi mà chúng ta góp tiền vào thì chúng ta làm gì nữa, chúng ta làm sao nhỉ? Thậm chí chúng ta còn có thể đi vay ở các bên khác về đúng không? Sau đó chúng ta làm sao? Có tiền rồi thì chúng ta phải phân bổ đúng không? Bây giờ chúng ta phân bổ và sử dụng nó, được chưa? Phân bổ và sử dụng nó. Ví dụ như chẳng hạn như là chúng ta quyết định rằng là chúng ta sẽ mua một cái xe, cái phương tiện vận chuyển như thế nào này, chúng ta mua các hệ thống máy móc trang thiết bị ra sao này, chúng ta mua các cái nguyên vật liệu hàng hóa, rồi các cái công cụ sau phục vụ cho cái quá trình sản xuất đến như thế nào đúng không? Như vậy là chúng ta có một cái quá trình, đó là quá trình tạo lập nó này, gọi là một cái quỹ tiền tệ này. Sau đó chúng ta có một cái quá trình làm sao đấy ạ? Tiếp theo nó là làm sao phân phối và sử dụng nó đúng không? Sử dụng nó. Tại vì toàn bộ cái quá trình này người ta gọi là cái quá trình gì đấy ạ? Quá trình hoạt động tài chính. Nhưng không dừng ở đây, bởi vì sau khi mà nó hoạt động sử dụng được việc sử dụng rồi, nó tạo ra đấy, nó tiếp tục tạo ra tiền thì làm sao nó lại tiếp tục phân phối, đúng chưa? Nó tiếp tục phân phối và rồi nó làm sao nó lại tạo lập trở lại. Như vậy cái quá trình đấy là quá trình làm sao đấy khá là khép kín và càng ngày càng gì, càng lớn mạnh hơn nếu như chúng ta hoạt động một cách có hiệu quả đúng không ạ? Chúng ta thấy rằng là rất là giống cái hình trơn ốc, khi mà cái quá trình của chúng ta làm sao đấy nó tiếp tục làm sao đấy được lặp đi lặp lại, nhưng mà làm sao đấy càng ngày với quy mô càng lớn hơn và hoạt động càng hiệu quả hơn, thì chúng ta thấy rằng đấy chính là cái quá trình gì thể hiện được các cái hoạt động tài chính ở trong doanh nghiệp, các cái hoạt động liên quan tới việc tạo lập, phân phối, sử dụng các quỹ tiền tệ, khẳng định đó chính là các hoạt động tài chính ở trong doanh nghiệp, được chưa? Và trong cái quá trình này thì đương nhiên trong cái quá trình mà chúng ta tạo lập, chúng ta phân phối và chúng ta sử dụng nó thì nó sẽ làm sao đấy ạ? Nó sẽ tạo ra được các cái gì? Nó sẽ tạo ra được các dòng tiền đúng không? Tạo dòng tiền rồi thì chúng ta sẽ làm sao đấy? Tạo ra được những cái gì? Cái chỗ cần, tức là chúng ta cần rất là cần đúng không? Chúng ta cần rồi chúng ta làm sao dư và chúng ta lại làm sao đấy? Mang đi vận chuyển nó sang các phân phối, nó phân bổ sang các cái chỗ cần khác đúng không? Như vậy chúng ta sẽ thấy rằng là trong thực tế thì các anh chị làm việc ở trong các cái tập đoàn lớn thì các anh chị sẽ thấy cái việc này nó rõ ràng hơn rất là nhiều, khi mà chúng ta sẽ có những cái lượng tiền nó dồi dào, nó đổ về rồi sau đó làm sao đấy chúng ta lại phải phân bổ nó ra và chúng ta phục vụ cho các cái hoạt động trong doanh nghiệp, sau đó lại làm sao đấy nó lại quay trở lại và làm sao chúng ta lại tiếp tục cái quá trình đấy liên tục như vậy. Thì trong tất cả những cái hoạt động đấy thì chúng ta sẽ thấy rằng là để một cái cơ thể là doanh nghiệp nó có thể tiếp tục hoạt động và nó lớn lên, nó trưởng thành lên, thì tất cả những cái dòng tiền này nó sẽ làm sao đấy, nó phải luôn luôn chảy đúng không, nó phải luôn luôn chảy, chứ còn nó dừng lại tại đâu thì đấy là một cái câu chuyện rất là khó khăn cho doanh nghiệp, bởi vì lúc đó nó sẽ tạo ra những cái điểm tắc nghẽn. Và đối với tiền thì tiền nó có một cái quy tắc mà các anh chị xem rất là nhiều phim đúng không, tiền nó không ngừng, và nếu như mà giả sử nó dừng lại tại đâu thì rõ ràng là ở đó có vấn đề và chúng ta buộc phải tìm ra một cái phương án chúng ta giải quyết nó đúng không. Đây là một cái sơ đồ để các anh chị có thể nhìn thấy, một cái lưu đồ để các anh chị có thể nhìn thấy rằng là vậy thì ở trong các cái hoạt động trong các hoạt động tài chính ở trong doanh nghiệp ấy, nó có liên quan tới những cái bên nào. Chúng ta vừa nhìn thấy là đấy là một cái quá trình tạo lập nó này đúng không ạ, khi mà chúng ta giả sử như chúng ta là những cái gì đấy, những cái nhà đầu tư sáng lập, chúng ta cùng nhau góp tiền vào đúng không, chúng ta còn thậm chí chúng ta có thể đi vay từ bên ngân hàng hoặc là từ cha mẹ bạn bè anh chị đúng không, hoặc là các tổ chức khác để chúng ta tạo lập ra một cái quỹ tiền tệ bùng để bảo đảm rằng là hoạt động và thiết kế ra bắt đầu lập, thì là các anh chị có thể tạo ra những cái sản phẩm ABC ở đó, hoặc là anh chị làm sao để tạo ra những cái dịch vụ ABC ở đó để các anh chị cung cấp cho các bên ở trên thị trường. Vậy thì chúng ta tạo lập được rồi, chúng ta phân bổ xong rồi chúng ta làm sao đấy, chúng ta sử dụng đúng không ạ? Như vậy tất cả hai cái quá trình này sau đó chúng ta quay trở lại, chúng ta làm sao đấy tiếp tục phân bổ, tạo lập và sử dụng, thì chúng ta sẽ thấy là nó đến từ một cái chủ thể tài chính, từ chủ thể kinh tế. Tôi xin lỗi, để tôi xem cái bút chỉ của tôi đâu, nó spotlight à? không có. Ok, thông thường một thôi được.
tức là tôi sẽ xem bằng cái như khác. Như vậy các anh chị sẽ thấy rằng là ở trong cái sơ đồ này thì các anh chị sẽ thấy là cái nó tạo ra những cái dòng tiền đúng không? Như vậy là tiền nó sẽ làm sao, nó sẽ chảy, nó sẽ đi từ bên này sang bên kia đúng không? Đi từ bên này sang bên kia và ngược lại. Và cả cái quá trình này trong toàn bộ cái lưu đồ này thì chúng ta hiểu rằng đây là một đơn vị, là một gì, một tổ chức đang sống, đang thực hiện các hoạt động của nó và cần phải thực hiện các hoạt động của nó diễn ra cách làm sao đấy, diễn ra cách liên tục. Còn nếu như không thì chúng ta hiểu rằng nó có vấn đề và chúng ta cần phải tìm hiểu xem là cái vấn đề nó nằm ở đâu, tìm ra các cái phương án để mà giải quyết cho nó đúng không ạ? Thì đây chính là cái mà cũng muốn trao đổi thêm với các anh chị. Rồi ạ. Tôi lấy ví dụ như sau. Trong cái quá trình mà chúng ta tự tạo lập đó thì chúng ta thử xem là vậy thì mối quan hệ giữa các cái chủ thể mà chúng ta vừa nhìn thấy ở trong cái lưu đồ trước ấy, thì nó sẽ phát sinh như thế nào. Ví dụ như là đối với doanh nghiệp của chúng ta với nhà nước thì các anh chị sẽ thấy rằng là mối quan hệ giữa doanh nghiệp với nhà nước của chúng ta phát sinh trong cái quá trình tạo lập và phân phối sử dụng như thế nào. Anh chị có thể đưa ra một số các cái ví dụ được không ạ? Ở đây tôi đưa ra một cái ví dụ rất là đơn giản là nộp thuế và các nghĩa vụ tài chính. Như vậy là doanh nghiệp nộp thuế cho nhà nước đúng không ạ? Nộp thuế nhà nước và chúng ta sẽ có dòng tiền ra khỏi doanh nghiệp đúng không? Ra khỏi doanh nghiệp và chảy đến gì? Đến nhà nước. Thế thì bản chất của nó đây chính là quá trình gì? Quá trình gì? Có phải quá trình tạo lập không các anh chị? Nên về quá trình tạo lập quỹ tiền tệ không? Không phải sử dụng. Đúng rồi, nó không phải là quá trình tạo lập đúng không? Nó không phải là quá trình tạo lập mà là quá trình sử dụng tiền. Như vậy chúng ta lấy tiền và chúng ta làm sao đấy, mang đến cho cái đối tượng mà được thụ hưởng ở đây là ông nhà nước đúng không? Vậy anh chị thử xem là vậy thì mối quan hệ giữa doanh nghiệp với nhà nước trong cái quá trình tạo lập có thể xảy ra lúc nào? Sau cái quá trình tạo lập các quỹ tiền tệ giữa doanh nghiệp với nhà nước thì có thể được thực hiện như thế nào ạ? Thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái vai trò của các chủ thể kinh tế gắn với doanh nghiệp của chúng ta. Nhà nước có thể góp vốn vào doanh nghiệp không? Đó, ví dụ như chẳng hạn như trước đây chúng ta có SCIC đúng không, công ty quản lý vốn nhà nước. Nhà nước thông qua công ty này góp vốn đến gì đấy, đến công ty Vinamilk chẳng hạn thế, hoặc là đến gì đấy, đến Masan, hoặc là đến Gicostone, ví dụ như thế. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là nhà nước sẽ mang tiền đúng không, mang tiền đầu tư vào các cái gì, các cái doanh nghiệp này. Và như vậy là khi mà họ góp vốn vào thì họ làm sao đấy, họ tạo lập ra được gì, tạo lập ra quỹ tiền tệ đúng không ạ? Bản chất ở đây chính là quá trình góp vốn đúng không? Ngoài quá trình góp vốn nó còn có thể có chuyện gì nữa? Nó có thể cho doanh nghiệp vay được không? Đó, khi nào? Khi vẫn là tương tự như vậy, vẫn thông qua một cái đối tượng nào đó thì chúng ta sẽ thấy rằng là nhà nước hoàn toàn có thể cho doanh nghiệp vay. Khi nào? Khi doanh nghiệp này phát hành trái phiếu đúng không? Khi nó phát hành trái phiếu thông qua, ví dụ như thông qua công ty quản lý vốn của nhà nước thì nó làm sao đấy? Nó có thể mua trái phiếu của các doanh nghiệp này. Bản chất của cái quá trình mua trái phiếu đấy cũng chính là làm sao đấy, cho doanh nghiệp vay, hay nó cách khác là tạo lập ra một cái quỹ tiền tệ. Ông Ma Sa là người cần 5.000 tỷ để ông mới thực hiện các dự án ABC. Ông phát hành trái phiếu 5.000 tỷ, ông không vay ngân hàng nữa, ông phát hành trái phiếu rộng rãi ra công chúng 5.000 tỷ. Và tất cả các bên đều có gì ấy, nên các bên ở đây là bao gồm có các nhà đầu tư cá nhân và các nhà đầu tư tổ chức, đều hoàn toàn có thể làm ra đấy, cho ông ta vay đúng không? Cho ông ta vay thì cái quá trình mà chúng ta mua trái phiếu của họ cũng chính là gì đấy, chúng ta tạo lập nên một cái quỹ tiền tệ đứng từ một góc độ khác, không phải đứng từ góc độ của người góp vốn nữa đúng không, mà là chúng ta gì ạ, cho doanh nghiệp vay, được chưa? Như vậy chúng ta thấy là từ phía nhà nước đến doanh nghiệp hoàn toàn có thể xảy ra câu chuyện đấy. Hoặc ngược lại, doanh nghiệp có thể đến nhà nước được không? Được. Nhưng mà ở đây đối tượng trung tâm của chúng ta là đang là doanh nghiệp, cho nên là chúng ta sẽ xoáy vào yếu tố của doanh nghiệp xem là vậy thì ông nhà nước có mối quan hệ như thế nào. Ở đây hoàn toàn có thể có một câu hỏi lý thuyết liên quan mà anh chị có thể trả lời. Ví dụ như người ta hỏi rằng là hãy phân tích quan hệ tài chính giữa doanh nghiệp với nhà nước, được chưa? Vậy thì khi mà người ta hỏi là quan hệ tài chính giữa doanh nghiệp với nhà nước thì các anh chị phải xem xét là quan hệ tài chính với nhà nước thì chúng ta thử xem mà trong cái quá trình tạo lập nó như thế nào, trong quá trình phân phối là sao, trong quá trình gì đấy, sử dụng cái quỹ gì như thế nào, được chưa? Thế vậy anh chị có dễ dàng đưa ra được các cái minh chứng để các anh chị có thể bảo vệ được cái lợi điểm của mình không ạ? Lợi điểm của mình là gì? Là quan hệ tài chính giữa doanh nghiệp và nhà nước rất là gì, rất là chặt chẽ, và ở đó có gì đấy ạ, có các cái mối gì, có các cái mối tương quan về dòng tiền. Như vậy dòng tiền có thể đến doanh nghiệp hoặc là làm sao đấy, thì từ nhà nước đến doanh nghiệp hoặc ngược lại từ doanh nghiệp đến nhà nước. Như vậy là cái quá trình đó thì làm sao đấy ạ, chính là gì, phát sinh các quan hệ tài chính giữa doanh nghiệp và nhà nước đúng không? Các anh chị hoàn toàn có thể đưa ra các ví dụ liên quan đến quá trình tạo lập. Thế còn phân phối thì sao, bản chất là phân phối là như thế nào ạ? Quá trình phân phối cái quỹ tiền tệ đấy là như thế nào ạ? Khi mà nhà nước góp vốn vào trong doanh nghiệp thì làm sao đấy, doanh nghiệp sử dụng nó này, tạo ra được dòng tiền này đúng không, tạo ra được cái lợi nhuận đấy, người ta có thể làm sao, người ta có thể phân bổ đúng không, người ta có thể phân bổ thành gì đấy, thành các cổ tức để trả cho gì đấy, cho các cổ đông. Khi mà nhà nước góp vốn vào trong doanh nghiệp thì nhà nước có phải cổ đông không ạ? Có đúng không ạ? Vậy nên nhà nước hoàn toàn có thể làm sao đấy, nhận được một phần gì, một cái phần lợi nhuận được phân phối sau khi đã thực hiện tất cả các cái nghĩa vụ đúng không, từ phía các hoạt động của doanh nghiệp. Hoặc là làm sao đấy ạ, nhà nước mà mua trái phiếu của doanh nghiệp thì doanh nghiệp cũng phải làm sao, trả lại tiền lãi và gì đấy, trả lại tiền lãi, và sau khi kết thúc cái thời gian đáo hạn của cái trái phiếu đó thì làm sao để nhận lại được cái phần vốn gốc đúng không? Chúng ta sẽ thấy rất là nhiều các cái ví dụ mà chúng ta có thể làm sao đấy, chúng ta có thể đưa ra trong cái mối quan hệ giữa doanh nghiệp với cả nhà nước đúng không? Thế còn doanh nghiệp đối với các chủ thể khác và các tổ chức xã hội thì như thế nào? Thì các anh chị người ta cũng hoàn toàn có thể có câu hỏi lý thuyết về phần này. Anh chị nhớ là những cái nội dung này là những cái nội dung tôi đang rất là gợi ý cho anh chị trong cái cách trả lời. Vậy nếu như người ta đặt một câu hỏi cho anh chị rằng là anh chị hãy phân tích xem là mối quan hệ tài chính giữa doanh nghiệp với các chủ thể khác ở trong xã hội ra sao? Ví dụ như chẳng hạn như là doanh nghiệp với cả gì đấy ạ, với các nhà cung cấp,
với các nhà cung cấp, doanh nghiệp với gì ạ? Với khách hàng, đúng không ạ? Vậy thì trong cái mối tương quan giữa doanh nghiệp với nhà cung cấp là một mối quan hệ hai chiều, đúng không? Hiểu không? Hai chiều, và cái mối quan hệ là rất là căng thiết nhá, rất là căng thiết. Và sau này chúng ta sẽ nhìn thấy rằng là nếu như mà chúng ta có thể quản lý được cái mối quan hệ này một cách hiệu quả thì có thể giúp đỡ doanh nghiệp rất là nhiều, rất là nhiều. Tôi lấy ví dụ như trong thời gian vừa rồi, anh chị nào làm bên kiểm toán thì biết, chẳng hạn như KPMG có thực hiện một cái hợp đồng liên quan đến tư vấn tài chính cho một cái doanh nghiệp mà rơi vào tình trạng khá là khó khăn về dòng tiền, tức là lúc đấy là họ đang bắt đầu rơi vào cái khả năng mất khả năng thanh toán, tức là không còn dòng tiền để thực hiện thanh toán nữa. Và mặc dù doanh nghiệp ấy đang làm ăn rất là gì, rất là tốt, có nghĩa là các cái doanh thu, các hoạt động nó diễn ra một cách liên tục và hạch toán là có lợi nhuận, nhưng mà tại sao lại hết tiền, không thể thanh toán được? Là bởi vì làm sao? Là bởi vì đôi khi trong cái mối quan hệ giữa doanh nghiệp với nhà cung cấp hoặc đối với khách hàng như chúng ta sẽ nhìn thấy ở đây, thì có thể doanh nghiệp đã bị làm sao đấy, đã bị chiếm dụng vốn, hoặc là chúng ta không quản lý được cái thời gian để nó làm sao tương thích giữa cái lúc mà chúng ta làm sao đấy cho khách hàng nợ và chúng ta nợ các nhà cung cấp, nên là làm sao đấy có thể xảy ra cái tình trạng khó khăn về dòng tiền như vậy. Vậy nếu như mà ở trong trường hợp cái hợp đồng của KPMG làm việc với khách hàng, với cái công ty liên quan đến phân phối bán lẻ đó, chỉ cần điều chỉnh một chút mối quan hệ giữa doanh nghiệp với nhà cung cấp thôi, thì hoàn toàn có thể tạo ra được một cái dòng tiền mà khiến cho doanh nghiệp sẽ làm sao đấy có tiền để làm sao đấy, có tiền để trả cho nhà cung cấp, và ngược lại vẫn là hài lòng của khách hàng bằng cách là cho khách hàng nợ thêm. Thì đấy chính là một trong những cái nội dung mà chúng ta sẽ nhìn thấy ở trong các cái dòng tiền của doanh nghiệp với các cái tổ chức khác, cái chủ thể kinh tế khác. Ở đây chính là lấy ví dụ đơn thuần thôi, đó là nhà cung cấp và các khách hàng. Thì chúng ta sẽ thấy là ở đây nói rất là rõ cho các anh chị là cái mối quan hệ đầu tiên chính là quan hệ thưởng phạt vật chất, đúng không ạ? Thưởng phạt vật chất như vậy là khi mà chúng ta mua hàng của nhà cung cấp thì chúng ta làm sao đấy, chúng ta có thể được thưởng hoặc là chúng ta bị phạt tùy theo các cái điều khoản trên hợp đồng, đúng không ạ? Nếu như mà chúng ta trong một số trường hợp chúng ta thực hiện thanh toán sớm hơn thì chúng ta hoàn toàn có thể được nhận một số các cái phần thưởng hoặc là các cái chiết khấu theo các cái điều khoản của hợp đồng đó. Như vậy chúng ta sẽ thấy là chúng ta có dòng tiền trả cho nhà cung cấp, nhưng mà ngược lại nhà cung cấp hoàn toàn có thể làm sao đấy chuyển một cái dòng tiền liên quan đến thưởng cho chúng ta, hoặc ngược lại chúng ta trả cho nhà cung cấp nhưng mà chúng ta trả muộn thì chúng ta làm sao thậm chí còn phải trả thêm liên quan đến việc làm sao đấy phạt vì là vi phạm cái điều khoản thanh toán, đúng không ạ? Và tương tự như thế, khi mà các anh chị bán hàng cho khách hàng thì các anh chị hoàn toàn cũng có thể xảy ra những cái tình trạng tương tự, ví dụ như là các anh chị bán chịu cho khách hàng, đúng không ạ? Bán chịu cho khách hàng, khi mà khách hàng thực hiện thanh toán sớm thì chúng ta hoàn toàn có thể có những cái điều khoản chúng ta làm sao đấy thưởng cho khách hàng và ngược lại. Thì nếu như mà chúng ta quản trị được cái mối quan hệ tương quan giữa bên doanh nghiệp với cả bên nhà cung cấp và khách hàng một cách hợp lý thì các bạn sẽ thấy là cái dòng tiền nó liên tục nó chuyển như này, và chúng ta hoàn toàn có thể độc lập trong cái mối tương quan về bị chiếm dụng và đi chiếm dụng tiền của các bên. Nếu như các anh chị có thể quản lý được mối quan hệ giữa mình với cả nhà cung cấp và mình với khách hàng, thì đôi khi các anh chị sẽ làm cho cái thời gian mà chúng ta nộp nhà cung cấp với cái thời gian mà chúng ta nộp khách hàng ấy, hoàn toàn nó có thể làm sao đấy, nó có thể bù trừ cho nhau được, để bảo đảm rằng là chúng ta không bị làm sao đấy, không bị rơi vào tình trạng khó khăn về việc thanh toán do là chúng ta không thanh toán kịp cho các nhà cung cấp, hoặc ngược lại chúng ta vẫn có thể tận dụng được các cái mối quan hệ khách hàng khi mà chúng ta cứ nhắn chịu cho họ, để chọn bán chịu cho họ. Vậy nên là một trong những cái phương án mà khi mà các anh chị gặp những câu hỏi lý thuyết như thế này, thì đầu tiên là các anh chị có thể đưa ra cái luận điểm của mình này, các anh chị có thể vẽ sơ đồ tiếp theo để minh họa cho nó này, và các anh chị đưa ra một cái ví dụ để các anh chị nói. Vậy thì đảm bảo với các anh chị rằng là cái điểm các anh chị sẽ là phù, được chưa? Còn nếu như mà chúng ta chỉ biết được một câu nó doanh nghiệp với các chủ thể khác là bởi vì doanh nghiệp thì có thể có quan hệ liên quan tới việc là mua chịu của các nhà cung cấp và bán chịu cho khách hàng, nếu chúng ta chỉ có như thế thôi thì điểm của chúng ta rất là tối thiểu. Nên là đối với mỗi một cái nội dung mà người ta có thể hỏi thì chúng ta hoàn toàn có thể thiết kế cái cách trả lời của chúng ta làm sao để bảo đảm rằng là không bị rơi điểm. Dân tài chính là sẽ không để cho rơi điểm, được chưa? Không để rơi tiền, không để rơi điểm. Quan hệ thứ hai đó là quan hệ với cả nếu như ở phía trước của chúng ta là nhà cung cấp và khách hàng, thì quan hệ thứ hai của chúng ta là với bên cho vay. Bên cho vay ở đây hoàn toàn là có thể các nhà đầu tư cá nhân hoặc là gì ạ, các tổ chức và các tổ chức kinh tế khác, được chưa? Lấy ví dụ như chẳng hạn như là đối với cá nhân thì doanh nghiệp hoàn toàn có thể vay cá nhân mà, như là câu chuyện của Masan chẳng hạn. Thế khi mà Masan phát hành trái phiếu ra rộng rãi cho công chúng, tôi là người mua trái phiếu của Masan thì tôi thấy rằng là đây là một công ty rất lớn, làm ăn rất là tốt. Thay vì tôi gửi tiền tiết kiệm thì tôi hoàn toàn có thể mua trái phiếu của Masan. Vậy khi mà tôi mua trái phiếu của Masan có nghĩa là tôi đang cho làm sao, cho Masan vay, được chưa? Và nhiệm vụ của doanh nghiệp sẽ là làm sao? Nhiệm vụ của doanh nghiệp sẽ là đến kỳ thì phải làm sao, trả tiền lãi, đúng không nhỉ? Trả tiền lãi và làm sao đấy ạ? Đương nhiên khi mà chúng ta cái trái phiếu đấy của chúng ta đáo hạn thì chúng ta sẽ làm sao đấy ạ? Trả lại phần vốn gốc cho bên mà đã cho chúng ta vay, đúng không? Còn quan hệ đối với cả các ngân hàng hoặc là các tổ chức mà cho chúng ta vay khác thì chúng ta thấy rất là rõ ràng rồi. Như vậy toàn bộ những cái quan hệ về thưởng phạt vật chất trong cái việc vay và cho vay này, chúng ta thấy rằng nó khá là gần với cả cái câu chuyện liên quan đến việc tạo lực, đúng không? Bản chất của nó chính là tạo lực vốn cho doanh nghiệp, hay là làm sao đấy ạ? Hình thành những cái quỹ tiền tệ, đúng không? Đương nhiên để hình thành ra cái quỹ tiền tệ thì chúng ta sẽ phải có chi phí chúng ta bỏ ra, đúng không? Vậy thì chi phí bỏ ra là cái gì? Thì khi mà các anh chị phân tích thì các anh chị cũng đưa ra một cái ví dụ chẳng hạn như là một doanh nghiệp, các anh chị thậm chí đưa tên cái tuổi nó vào, các doanh nghiệp Việt là các doanh nghiệp niêm yết, thì đưa các cái tên tuổi nó vào một cách thực tế thì nó sẽ rất là thuyết phục. Và các anh chị có thể nhìn đưa thấy một số các ngân hàng thương mại hoặc là các tổ chức tín dụng hoặc các nhà đầu tư, ví dụ như chẳng hạn như là có hay không các nhà đầu tư mang tính chất là các nhà đầu tư thiên thần, ví dụ như thế,
nhà đầu tư thiên thần thì đôi khi làm sao đấy cho vay nhưng mà có thể thậm chí họ không lấy lãi chẳng hạn như thế, thì đấy là những cái mà chúng ta có thể hoàn toàn chúng ta có thể đưa ra được những cái mối tương quan để tạo ra chúng ta nhìn thấy được cái dòng tiền nó chảy đúng không ạ, từ bên gì, bên nhà đầu tư chảy vào trong doanh nghiệp rồi sau đó doanh nghiệp làm sao thực hiện các hoạt động của nó rồi làm sao chảy trở lại cái nhà đầu tư, thì cái việc này hoàn toàn có thể xảy ra. Cái thứ ba thì là các anh chị đã nhìn thấy ngay từ lúc ban đầu rồi, bản chất của doanh nghiệp với các nhà đầu tư khác thì hoặc là với các chủ thể kinh tế khác thì nó còn có thể là có các cái nhà đầu tư, nhà đầu tư ở đây không phải là cho vay vốn nữa mà nhà đầu tư ở đây là góp vốn vào, chẳng hạn như là chúng ta thấy qua các chương trình là thương vụ bạc tỷ chẳng hạn, thế khi mà các anh chị có ý tưởng kinh doanh nào đó đúng không, các anh chị lên trên đó các anh chị gọi vốn, thì bản chất là lên trên đó gọi vốn thì chính là gì ạ, thông qua những cá nhân hoặc là một tổ chức, ví dụ như chẳng hạn như Shopee thì Shopee có thể bỏ tiền túi của mình, hoặc là sao đây đứng từ góc độ của Sen Group là một tập đoàn, là một cái công ty khác bỏ vốn vào đúng không ạ, vậy thì cái mối quan hệ giữa chúng ta với cả các cái nhà đầu tư này thì cũng có thể là mối quan hệ làm sao đấy ạ, mối quan hệ mang tính chất là góp vốn vào để tạo lập các quỹ tiền tệ và sau đó thì làm sao phân phối chi trả trả lại những cái phần mà người ta đã thực hiện và chi trả với hình thức ví dụ như là cổ tức đúng không, cổ tức hoặc là các cái phần lợi nhuận được chia, thì chúng ta thấy rất là rõ ràng rồi đúng không ạ. Đương nhiên trong một số các trường hợp đặc biệt, thì các anh chị thấy là cái việc góp vốn đấy nó có thể mang tính rất là đặc thù, các anh chị xem chương trình thương vụ bạc tỷ các anh chị thấy rằng là cái việc góp vốn đấy nó có thể là ở những cái hình thức nó mang tính rất là thay đổi một chút, ví dụ như là chẳng hạn như là Sóc Phú ngày xưa rất là có hai cái câu chuyện là gì ạ, là ông sẽ nói rằng ok tôi sẽ cho các anh chị vay bởi vì tôi không biết là các anh chị ý tưởng của các anh chị có thành công được hay không, tôi thấy nó có khá là nhiều các vấn đề nhưng mà tôi lại rất là thấy gì rất là thú vị với cả cái phương án mà các anh chị làm, hoặc là tôi đánh giá cao các anh chị cho nên là tôi sẵn sàng hỗ trợ bằng cách là tôi sẽ cho các anh chị vay, nếu các anh chị làm tốt sau khoảng thời gian 1 năm 2 năm gì đó thì cái khoản vay đấy có thể làm sao đấy biến thành vốn góp đúng không ạ, thì đấy là những cái câu chuyện mà nó mà sau này các anh chị học tài chính thì thường các anh chị sẽ thấy rằng đấy nó giống như là một cái loại trái phiếu chuyển đổi vậy, tức là chúng ta cho vay đầu tiên là chúng ta đứng vay của các gì ạ, chúng ta ở đây là tôi đang đứng ở các doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế khác nhé, là chúng ta đứng vai trò của giống như ngân hàng các tổ chức tín dụng đúng không ạ, chúng ta là nhà đầu tư nhưng nhà đầu tư ở đây là cho vay, và sau đó sau một khoảng thời gian nhất định ở đó nếu như doanh nghiệp sử dụng cái phần vốn của chúng ta một cách hợp lý thì chúng ta hoàn toàn có thể biến cái khoản tiền mà chúng ta cho vay đó biến thành gì ạ, biến thành vốn góp được chưa ạ, thì đây chính là một cái nội dung mà sau này thì các anh chị sẽ thấy là nó được gọi là biến hình sang rất là nhiều các cái loại hình khác nhau, và trong cái mối tương quan giữa doanh nghiệp với cả các cái đối tượng khác này thì các anh chị sẽ thấy rằng là nó sẽ phát sinh các nghĩa vụ đúng không, nó phát sinh các nghĩa vụ và nó thậm chí nó còn đưa ra những cái vấn đề khá là phức tạp trong quản trị tài chính, đấy chính là cái hành vi của các cái nhà đầu tư trên thị trường dẫn tới là cái giá trị của doanh nghiệp hoàn toàn có thể bị biến động rất là mạnh, cho nên là trong tất cả các mối quan hệ mà chúng ta đang nhìn thấy ở đây thì chúng ta thấy rằng là nó đều liên quan tới các cái dòng tiền của chúng ta đúng không ạ, hoặc là chúng ta góp vốn, hoặc là chúng ta cho vay, hoặc là chúng ta làm sao mua chịu bán chịu vân vân, thì nó đều liên quan đến việc là dòng tiền nó sẽ chảy như thế nào, và tất cả những cái hoạt động này trong cái quản trị tài chính thì đối với tài chính hiện đại thì người ta sẽ nói rằng là các cái hoạt động này nó sẽ phát sinh ra những cái tín hiệu, phát sinh ra những tín hiệu trên thị trường và những cái tín hiệu này sẽ được hiểu đứng từ góc độ của các bên có liên quan trong môi trường kinh doanh của chúng ta một cách tích cực hoặc một cách tiêu cực, được chưa? Và từ đó phát sinh ra một cái loại hình nữa đó là tài chính hành vi, để xem xét xem là vậy thì với những cái hoạt động như thế thì các nhà đầu tư trên thị trường có thể làm sao đấy, có thể có những cái gọi là phản ứng như thế nào, người ta sẽ dự kiến những cái người ta sẽ dự báo những cái hành vi của các nhà đầu tư. Nhà đầu tư ở đây cũng có thể là nhà đầu tư cá nhân hoặc nhà đầu tư tổ chức nhá, như các anh chị đang xem xét ở đây, và từ đấy để xem xét xem là doanh nghiệp sẽ cần có những cái động thái, những cái quyết định như thế nào. Cho nên là quản trị tài chính không còn đơn thuần như ngày xưa đơn thuần là ok tôi cứ cố gắng gọi là rất là chăm chỉ nhận tiền về rồi làm rồi lại lấy tiền về chi trả, không phải đôi khi cái hoạt động chăm chỉ đấy chưa chắc nó đã phát ra một cái tín hiệu rất là tốt, có thể nó phát ra những cái tín hiệu mà thị trường không thấu hiểu được và vì vậy mà có thể bị làm sao đấy hiểu sai, nên là cái giá trị của doanh nghiệp có thể ảnh hưởng rất là nhiều. Thì sau này nếu như các anh chị càng về sâu nghiên cứu về sâu cái mối quan hệ giữa doanh nghiệp với cả các cái bên có liên quan như chúng ta vừa xem xong thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái cách mà chúng ta có thể xem xét nó sẽ giúp chúng ta đưa ra rất là nhiều những cái quyết định mà tạo được giá trị mà không cần dòng tiền. Nếu như các anh chị có thời gian, đây là một câu chuyện ngoài lề một tí, nếu như các anh chị có thời gian các anh chị có thể tìm cái phim đấy là cuốn cái phim Secret Numbers, tức là các con số bí mật hoặc là con số thôi ạ, anh chị tìm được các con số Numbers, phim của Hàn Quốc năm 23 nói về đúng mối tương quan giữa doanh nghiệp với các công ty kế toán, cung cấp các dịch vụ kế toán rất là lớn và các công ty kiểm toán, thì các anh chị sẽ nhìn thấy tất cả các cái phân tích của tôi từ nãy đến giờ nó thể hiện ở trong cái môi trường kinh doanh thì là rõ ràng. Cái phim đấy là một cái phim mà giúp cho các anh chị đưa ra rất là nhiều những cái gọi là insight, tức là những cái cách hiểu về thực tế rất là tổng quát về tài chính, mà đôi khi chúng ta vận hành, chúng ta thực hiện các hoạt động vận hành nhiều quá, chúng ta không bật lên được cái tầng thứ 30 đấy để chúng ta nhìn một cách tổng quan về tất cả các mối quan hệ này,
từ đó chúng ta đưa ra các quyết định. Nên là nếu như có thời gian thì các anh chị có thể thi thoảng relax bằng cách là xem đến một vài bộ phim, và cái phim đó là một cái phim rất là thú vị về về mối quan hệ giữa doanh nghiệp với các tổ chức khác, bao gồm có ngân hàng này, bao gồm có nhà đầu tư này, bao gồm có các nhà đầu tư cá nhân này, bao gồm có cả thậm chí chúng ta chưa nhìn ở đây nhá, các anh chị chưa nhìn ở đây, thậm chí là các cái công ty kế toán, kiểm toán, các công ty tư vấn tài chính. Đấy là những cái đối tượng mà từ nãy giờ chúng ta chưa nhìn thấy, bởi vì nó chưa tham gia vào quá trình tạo lập, phân phối và sử dụng dòng tiền. Đấy, một chút nữa chúng ta sẽ nhìn thấy rằng là trong cái môi trường của chúng ta thực sự là có những cái trường hợp mà nó xảy ra những cái quyết định không nhất thiết đến từ dòng tiền nhưng mà vẫn tạo được dòng tiền đấy ạ. Ok, còn một cái đối tượng mà chúng ta thấy là có các tổ chức xã hội, thì đây là một cái nội dung mà cá nhân tôi thấy rằng là nó đã khắc phục rất là nhiều những cái hạn chế của hệ thống báo cáo tài chính trước đây. Tức là chúng ta thấy rằng là có rất là nhiều các cái hoạt động của doanh nghiệp vào thời điểm bây giờ là không nhằm các lợi ích kinh tế, đúng không? Chúng ta còn nói là không nhằm các lợi ích kinh tế nhé. Có nghĩa là ví dụ như họ thực hiện các trách nhiệm xã hội chẳng hạn như thế, họ thực hiện các trách nhiệm xã hội, hoặc là họ thậm chí đôi khi họ được nhận những cái sự hỗ trợ từ phía xã hội về, thì chúng ta sẽ thấy rằng ví dụ như chẳng hạn trong giai đoạn dịch bệnh thì rất là nhiều doanh nghiệp được nhận tài trợ từ phía các tổ chức xã hội, đúng không nhỉ? Ví dụ như doanh nghiệp đấy mà có lượng công nhân bị ảnh hưởng bởi Covid rất là lớn, thì họ hoàn toàn họ có thể nhận được tài trợ từ các tổ chức xã hội, từ chính phủ, hoặc ngược lại chính họ thực hiện những nhiệm vụ này. Mặc dù chúng ta thấy ở đây là phát sinh ra các dòng tiền nhé, phát sinh ra dòng tiền như vậy là dòng tiền được sử dụng làm gì đó, đúng chưa nhỉ, hoặc được tạo lập hẳn hoi, nhưng mà làm sao đấy ạ, nhưng mà nó không liên quan đến mục đích kinh tế của chúng ta. Thì đây chính là những cái hoạt động mà sau này nó tạo ra một cái báo cáo, người ta gọi là báo cáo trách nhiệm xã hội. Và cái báo cáo trách nhiệm xã hội này là cái hệ thống báo cáo mà khắc phục một số các cái nhược điểm của báo cáo tài chính trong doanh nghiệp hiện tại. Thì các anh chị đã thấy rằng là nghiên cứu về thông báo cáo tài chính trong doanh nghiệp thì nó có rất là nhiều những cái hạn chế, và sau này thì nhìn vào trong rất là nhiều các doanh nghiệp, tôi lấy ví dụ điển hình ở Việt Nam, các anh chị có thể nhìn vào cái báo cáo tài chính của Vinamilk để các anh chị nhìn thấy rằng là hệ thống báo cáo của nó không chỉ mỗi hệ thống báo cáo báo cáo tài chính, mà nó còn có một loạt các cái báo cáo khác nữa, đúng không ạ? Báo cáo quản trị, báo cáo của chủ sở hữu, báo cáo phát triển bền vững, đúng không nhỉ, trách nhiệm xã hội, vân vân. Trong đó có một loạt các cái báo cáo mà anh chị có thể nhìn thấy rằng là đấy là lý do tại sao mà hiện tại rất là nhiều các nhà nghiên cứu họ tìm cách khắc phục những cái hạn chế trên cái báo cáo tài chính, khi mà nó không thể hiện được những cái yếu tố liên quan đến con người, nó không thể hiện được giá trị của một số các nguồn lực của doanh nghiệp, thì các doanh nghiệp đã đưa ra rất là nhiều những cái phương án khác nhau để mà cái môi trường kinh doanh nói chung, hoặc các bên có liên quan, người ta gọi là các bên có liên quan chính là cái stakeholders, các bên có liên quan, họ nhìn nhận doanh nghiệp ở góc độ 360 độ, không còn đơn thuần chỉ nhìn vào lợi nhuận, không còn đơn thuần chỉ nhìn vào dòng tiền nữa, mà làm sao lại nhìn vào tất cả các hoạt động một cách bao trùm cho doanh nghiệp, để cái đánh giá về hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nó trở nên làm sao toàn diện hơn, chứ còn không chỉ đơn thuần về dòng tiền nữa, không chỉ đơn thuần về dòng vốn nữa, không chỉ đơn thuần về doanh thu chi phí lợi nhuận nữa, mà còn rất là nhiều các hoạt động khác. Thì đấy chính là quan hệ giữa doanh nghiệp với các cái đối tượng chủ thể kinh tế khác. Thế còn một cái đối tượng chủ thể rất là quan trọng khác mà chúng ta thấy rằng là trong hệ thống báo cáo tài chính của các anh chị được thể hiện bằng một hai dòng liên quan, đó là lương chẳng hạn. Thế thì chúng ta thấy rằng đó là một quan hệ giữa doanh nghiệp và người lao động, đúng không, doanh nghiệp và người lao động. Thì ở đây tôi chỉ đưa ra một ví dụ thôi, nhưng mà trong thực tế thì nó đang thiếu nhá. Doanh nghiệp có thể trả công hoặc trả lương cho người lao động, đúng chưa ạ? Hoàn toàn đúng, đúng không? Doanh nghiệp có thể làm sao thưởng phạt, đúng không? Như vậy chúng ta thấy rằng là dòng tiền đang chảy từ doanh nghiệp sang người lao động là chủ yếu, có nghĩa là trả công hoặc là thưởng, đúng không? Phạt đương nhiên là người lao động trả lại cho doanh nghiệp, nhưng mà cái trường hợp là chúng ta không mong muốn gì xảy ra cả. Theo các anh chị, bao giờ có dòng tiền ngược lại không? Dòng tiền ngược lại có nghĩa là gì ạ? Dòng tiền chảy từ người lao động đến doanh nghiệp. Và đương nhiên khi nó chảy từ người lao động đến doanh nghiệp thì nó hoàn toàn có thể có dòng tiền gì đấy, phân phối khi mà doanh nghiệp chúng ta đấy thực hiện sử dụng cái dòng tiền đấy hiệu quả và trả lại cho nhà lao động, đó không ạ? Đó, công ty nào rất hay dùng cái phương án này? Đúng rồi, chính xác, thông qua cái ESOP, có nghĩa là làm sao đấy ạ, thưởng cho cán bộ công nhân viên, hoặc là dành quyền khi mà họ phát hành cái cổ phiếu ra thì họ dành quyền mua cho người lao động, để biến người lao động trở thành gì, biến người lao động trở thành ông chủ. Đây là một cái phương án rất là được ưu ái sử dụng trong một số các cái doanh nghiệp mà họ có một cái tư duy khác biệt, ví dụ như chẳng hạn như là thế giới di động của anh Tài chẳng hạn. Thế anh Tài luôn có một cái trao đổi rằng là nếu như mà tôi giàu thì các cộng sự của tôi cũng phải ở mức độ gần gần đó, tôi là 100 thì các anh chị cũng phải được làm sao 70-80, ví dụ như thế. Thì đấy là một cái phương án mà biến người lao động không còn là người lao động nữa, mà biến người lao động trở thành một người chủ, như là gì, chủ doanh nghiệp. Điều đấy sẽ khiến cho câu chuyện gì, khiến cho câu chuyện là người ta sẽ làm sao toàn tâm toàn ý để làm sao đấy cùng chúng ta đánh vác, bởi vì cả doanh nghiệp lẫn người lao động bây giờ là ngồi trên một cái thuyền rồi, ok? Và điều đó có nghĩa rằng nếu như doanh nghiệp mà có lãi thì kể cả doanh nghiệp lẫn người lao động đều có lỗ, đúng không? Chứ không phải chỉ có mỗi doanh nghiệp nữa. Vậy nên là cái phương án là ESOP, tức là phát hành cổ phiếu dành quyền mua cho người lao động, khiến cho người lao động mua được với một cái giá nó rẻ hơn, một cái giá được ưu đãi hơn, thì khiến cho họ trở thành gì đấy, trở thành một cộng sự của những người chủ, và từ đó thì cái vấn đề liên quan tới đại diện ở trong doanh nghiệp nó bị giảm thiểu xuống. Chút nữa chúng ta sẽ nhìn thấy cái vấn đề đại diện này rất là quan trọng trong doanh nghiệp, đặc biệt khi mà cái thị trường vốn càng ngày càng phát triển,
thị trường vốn càng ngày càng phát triển, các công ty hình thức công ty cổ phần càng ngày càng trở nên là chiếm ưu thế, thì chúng ta thấy rằng rõ ràng nếu như mà chúng ta không tìm được các cái phương án để giải quyết cái bài toán về sự khác biệt, sự khác biệt, sự chênh lệch giữa ông chủ với người làm thuê ấy, thì chúng ta sẽ rất là dễ xảy ra những cái tình huống dẫn tới là chúng ta bị tổn thương, doanh nghiệp của chúng ta bị tổn thương. Thì về mối quan hệ giữa doanh nghiệp với người lao động hoàn toàn vẫn có thể xảy ra ở trong quá trình gì là tạo lập, phân phối và sử dụng, chứ không chỉ đơn thuần là chỉ là sử dụng nữa.